Thưa quý vị, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều ngày 12 tháng 9, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động ủng hộ giúp đỡ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Bớt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh U Huấn. Tại lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đọc thư của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, bà con kiều bào và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, một miếng khi đói bằng một gói khi no, cùng chung tay giúp đỡ người dân các tỉnh thành phố miền Bắc chịu thiệt hại do bão số 3. Thời gian tiếp nhận đóng góp ủng hộ từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10 năm 2024 bằng tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh U Huấn khẳng định Đảng, Nhà nước ta đã và sẽ dành nhiều nguồn lực để khôi phục kết cấu hạ tầng, hỗ trợ tái sản xuất, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân sau bão, trong khi nguồn ngân sách của nhà nước còn hạn chế, sự chung tay đồng lòng của cả xã hội ở thời điểm này không chỉ thể hiện tinh thần tương ái của dân tộc mà còn là hành động thiết thực để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân miền Bắc sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi tha thiết kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh nhà phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, nhường cơm sẻ áo, cùng chia sẻ, đồng hành, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền tỉnh Kon Tum chung tay giúp đỡ đồng bào ở các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tôi tin tưởng rằng lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra sẽ nhận được sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, mang tấm lòng, tình cảm yêu thương, chia sẻ của đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum đến với đồng bào các dân tộc tỉnh phía Bắc trong giai đoạn khó khăn này. Tại lễ phát động, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong tỉnh trực tiếp ủng hộ cho quỹ cứu trợ tỉnh để hỗ trợ người dân các tỉnh, thành phố miền Bắc chịu thiệt hại do bão số 3. Trong đó, đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Kon Tum ủng hộ nhiều nhất với số tiền 400 triệu đồng. Các huyện Đắc Tô, Đắc Hà, Tumorong và Công an tỉnh ủng hộ từ 100 đến 300 triệu đồng. Trước khi lễ phát động diễn ra, đại biểu dành một phút tưởng niệm các nạn nhân tử nạn và chiến sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ nhân dân trong bão lũ.